Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên, vui vẻ. Các bạn đừng quên nhấn like và chia sẻ cho bạn bè cùng biết. Và các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội khi nhấn vào cái chuông để các bạn cập nhật được những thông tin mới nhất. Và hy vọng những thông tin sau đây rất là bổ ích cho các bạn. Xin mời các bạn xem những thông tin chi tiết sau đây ạ. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một vị khách nữ xuống máy bay và bị ngã tử vong nha các bạn. Trong chuyến bay, cô tên là HTAT, 50 tuổi, đi cùng gia đình, đó là chồng và con gái. Nữ hành khách này đi chuyến bay VN1379 tối vào ngày 15 tháng 6 đi từ Huế về thành phố Hồ Chí Minh, ngồi ghế số 11B. Khi chuyến bay đến Tân Sơn Nhất thì hành khách khi xuống máy bay từ cầu thang bộ thì lúc này các bạn ơi bất ngờ ngã từ bậc cầu thang xuống đất. Do cái lúc này là tình hình là mọi người cùng đi cho nên là không có ai mà hỗ trợ đỡ kịp cô này. Do cái nền xi măng rất là cứng, đầu cô va chạm trực tiếp xuống đất và phần đầu bị ảnh hưởng nặng. Theo xác nhận từ phía trung tâm điều hành của sân bay Tân Sơn Nhất, nữ hành khách này tự ngã và chảy máu ở phần đầu. Trong cái thời điểm đó thì trời không mưa và cái xe thang, cái loại mà có hoodie bậc thang khô ráo, tại thời điểm này thì bất chợt là vị khách ngã xuống và đập đầu xuống đất nha các bạn. Tiếp viên trong chuyến bay và nhân viên và mọi người cùng đi cùng đó các bạn lập tức hỗ trợ và tại chân của cầu thang. Tuy nhiên vị khách này bất tỉnh, chảy máu phần đầu rất là nhiều. Lúc này có chồng và con bên cạnh cùng đi nha các bạn. Lúc này trưởng ban bên sân bay Tân Sơn Nhất đã báo bộ phận y tế, bác sĩ, xe cứu thương là chuẩn bị hỗ trợ sức khỏe cho cô này và nẹp cổ cái cố định lại và sau đó chuyển thẳng tới bệnh viện 175. Đại diện về phía Vietnam Airlines thì các bạn phối hợp cùng gia đình và hỗ trợ tổ chức cấp cứu cho cô này, chăm sóc y tế rất là tốt, tốt nhất ở bệnh viện 175. Tuy nhiên hành khách này đã không qua khỏi nha các bạn và cô đã mất vào ngày 16 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành thật chia buồn cùng gia đình của cô. Hãng Vietnam Airlines thì cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng và gia đình điều tra nguyên nhân để làm rõ sự việc, đồng thời thực hiện các thủ tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho hành khách và thân nhân. Được biết là khi mỗi hành khách mua vé máy bay đi đều có quyền lợi bảo hiểm kèm theo khi xảy ra tai nạn hay là sự cố gì trong chuyến bay. Mà các bạn ơi, cô này rất là xui xẻo luôn đó. Tại vì trong chuyến bay mà đi đó, bây giờ nói cái việc bảo hiểm hay không là cái đó là không có quan trọng nữa. Nhưng mà bây giờ tính mạng con người, cô rất là xui xẻo, rất là nguy hiểm. Khi cái thang máy các bạn thấy rồi đó, nó có cái vòm bên ngoài và có che chắn, đâu có dễ dàng mà té như vậy các bạn. Nhưng mà không biết làm sao mà cô này lại té trượt chân, té từ những cái bậc thang, từ bậc thang số 5 đến số 7 và chợt té xuống đất. Thì lúc đó là đầu đập xuống đất đó, cái nền xi măng này rất là cứng, thì ví dụ như có té xuống thì nó cũng chạy xước gì kia nọ, nhưng mà cô này rất là xui xẻo và phải nói là rất là thương tiếc cho một đời người, thì cô còn quá trẻ luôn, mới có 50 tuổi mà khi mà té xuống bất chợt như vậy đó, là cái đầu va chạm xuống dưới sàn nhà, xíu sàn đất đó các bạn, thì thành ra là bị chảy máu quá nhiều rồi cuối cùng là không có thể, bác sĩ không thể cứu nổi và tử vong. Thì các bạn biết là thật ra con người ta đôi khi cái sống cái chết rất là kề cận, đôi khi đang đi như vậy rồi bất chợt cái tai nạn giao thông hoặc là bất chợt một cái tai nạn gì đó, như đi máy bay thì xuống bước xuống bậc thang mà bất chợt tai nạn, máy bay đã dừng rồi, hành khách đã đi xuống rồi, mọi người đã đi xuống cùng rồi mà cô này cũng chợt cũng té như vậy. Thật là đời người cũng không biết mình nói làm sao được. Vì hôm nay mình sống, biết ngày mai mình có còn hay không. Bởi vì con người ta đôi khi trân quý từ những cái phút giây sống tốt, sống đẹp và sống với gia đình. Thấy nhiều cái hoàn cảnh đôi khi bất chợt mà xảy ra như vậy đó các bạn. Rất là thương tiếc, rất là thương tâm luôn. Rất là đau khổ khi đi bên cạnh chồng và con cùng đi một chuyến bay. Và các bạn thấy là khi chợt xuống thì người thân đi bên cạnh và mọi người cũng đâu có đỡ kịp cô đâu, cũng đâu có hỗ trợ giúp đỡ gì trong cái lúc mà nó bất chợt xảy ra như vậy. Thì cô cũng té bổ nhào xuống mà không may là cái đầu chạm xuống mặt đất, thành ra là bị chấn thương nặng và máu ra nhiều quá. Thấy tội nghiệp ghê gì đó.
trong một chuyến bay đi cùng với gia đình vui vẻ mà rồi không nói lời nào mà đã ra đi. Tội nghiệp, thành thật chia buồn cùng với cô và gia đình, tội nghiệp con và tội nghiệp chồng, tội nghiệp gia đình trong phút chốc mà một người mẹ đã ra đi không lời từ biệt. Thật là chia buồn cùng với gia đình. Hy vọng các bạn nhấn vào nút đăng ký kênh để các bạn cập nhật những video mới tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.